Yến hả con? Con chào bố. Yến. Cháu chào ông. Cả anh mày nữa. Vâng. Chào. Yến ơi. Anh bé anh bảo là cháu vừa ấy mổ hả? Con tiểu phẫu xoàng thôi mà. Ông đừng có lo. Ông đừng có nghe anh Đông nói linh tinh ạ. Tao không nói linh tinh, tao nói đúng. Anh có thôi đi không? Ông bảo đây. Cháu lên làm sếp, lãnh đạo người ta, đổ bệnh ra như thế, xanh xao gầy gò quá. Vứt tất đi, về đi ông ơi. Khổ thế nhở, mọi người cứ làm quá lên. Cháu có gầy đâu, cân nặng cháu vẫn giữ ổn định suốt 2 năm nay. Thôi Yến ơi, anh bảo này, anh cho ông với bố ấy xem bệnh án của em rồi. Bây giờ ấy, em cứ nói thật với cả nhà đi, không sao đâu. Ông với bố đừng có tin anh Đông truyền thông tin sai lệch. Anh Đông có biết cái gì đâu. Thì rồi làm mọi người loạn lên. Ai bảo mày là tao không biết gì nào. Tao biết thừa, hôm qua mày buồn, mày rủ con Dung đi nhậu. Hai chị em nhà mày à, say choẽ cả bành ra, đúng chưa? Ông ơi. Nó còn có cả thằng người yêu đeo khẩu trang nữa đấy. Vâng. Mày ơi. Chém gió linh tinh không? Mới có hôm qua thôi mà mày đã chối rồi á? Này nhá, tao cho cả nhà xem ảnh luôn. Đây, ông nhìn đi. Đúng không? Ôi trời. Này, phải không? Ôi. Đúng chưa? Nhưng tối mù thế mày cứ nhìn cái gì đâu. Thì hôm qua tối quá, cháu chụp vội mà. Đây, ông hỏi, thế là có người yêu rồi gì? Không, ông đừng có tin anh Đông. Ông ơi, bố cháu đâu rồi ạ? Bố cháu đứng ngay đây thôi. Đây cháu đây. Bố ơi, sao nãy giờ bố không nói gì? Bố làm sao thế? Bố ổn. Bố chỉ lo cho con thôi. Bố với ông lên với con nha. Nói với anh bao nhiêu lần rồi, đàn ông phải cứng rắn mạnh mẽ lên. Anh cứ oặt ra như thế. Bố thương nó 1 thì con thương nó 10. Con thương con còn sụt rồi thì có làm sao. Anh bảo tôi thương con Yến 1, anh không hiểu lòng tôi. Thì bố cũng chả hiểu lòng con. Chả lẽ con thương con còn cũng phải theo lòng bố à? Thế thì con chết quách đây cho xong. Anh mà chết thì tôi sống với ai? Thôi thôi, cả nhà nghe con nói đây này. Đúng là con có mổ u nang, nhưng mà con sợ cả nhà lo nên con không nói. Con mổ nội soi nhẹ nhàng, con khỏe bình thường rồi đây này. Còn cái chuyện mà con không thể có con với cả nan y nan yếc là ông Đông ông tự bịa ra đấy. Ơ kìa, ai bịa? Đúng như thế rồi còn gì nữa. Con vẫn có thể có con như bình thường. Yến ơi, thế là ông sắp có chắt ngoại. Còn bố lên trước ông ngoại à con? Nó còn lấy chồng khối mà chắt bị chít. Ý con nói không phải là sắp có, mà là con có thể có, nhưng chưa biết bao giờ. Ông với bố nghe hiểu thế nào ấy nhở? Thôi, không mắc bệnh nan y là mừng rồi, tai qua nạn khỏi rồi. Này, bị bà, thế là không nan y, không nguy hiểm đến tính mạng à? Nhìn cái mỏ của anh, thật, em chi muốn xẻo. Bố với ông cứ yên tâm nhá. Thôi, con đi làm việc tiếp đây, con chào cả nhà. Thế, giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Hóa ra là hiểu lầm, con Yến nó không có bệnh thế tuyệt vời quá được gì nữa. Ui, mỏ thế. À bố ơi, tiện đây có con gà chết, nhà mình làm lồi lầu, liên hoan luôn bố nhở? Mọi chuyện hiểu lầm ở nhà này ấy, toàn là do cái mổ mày ấy. Sao ông lại mắng cháu? Phải nhờ có cháu ấy thì ông mới bố mới biết được nó bị bệnh chứ. Không khen thì thôi. Lần sau trước khi nói chuyện gì phải tìm hiểu cho thật kỹ. Mày bộp chộp quá. Vâng. Mà tóm lại ấy, nhà mình chả có vận hạn gì đâu.
Mà đêm qua con chăm cái Yến mệt ơi là mệt. Bây giờ bố phải tầm bổ cho con đi, chứ không con mệt lắm. Bố ơi, con vẫn còn lo lắm. Còn lo chuyện gì nữa? Nhỡ con Yến nó nói dối mình chuyện gì? Chứ nhẹ thế sao nó phải giấu?